Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 181. Chương 1801, lập tức giải tán một. Thành thật mà nói, mặc dù Dương Gian đã biết một số tình hình trong ngôi nhà cổ, nhưng hắn thực sự không biết rằng chiếc đồng hồ quả lắc trong ngôi nhà cổ có thể khởi động lại tất cả mọi thứ ở đây hay không. Hắn đã từng đọc ký ức của Liêu Phàm, biết được một số thông tin, nhưng lại không có thông tin về việc khởi động lại trong ký ức đó. Có lẽ, bản thân Liêu Phàm cũng không biết thông tin gì về việc khởi động lại của đồng hồ quả lắc, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng. Tại thời điểm này, Liễu Bạch Mục đã cân nhắc và đưa ra một lời đề nghị hòa giải với Dương Gian sau lần khởi động trước. Hắn đã sợ, sợ lại chết đi một lần nữa. Vì vậy, Liễu Bạch Mục đã thay đổi chiến lược của mình và không lựa chọn tiếp tục chiến đấu với Dương Gian đến cùng. Ngươi muốn hòa giải với ta? Dương Gian nhìn hắn, vẻ mặt không chút biểu cảm. Dương Gian, tất cả mọi người đều là người bình thường bị sức mạnh linh dị ăn mòn. Tất cả những gì chúng ta muốn là sống sót. Hơn nữa, cuộc chiến giữa chúng ta sẽ chỉ gây ra một số tổn thất không đáng có. Chúng ta có thể buông bỏ hiềm khích lần này thì sẽ tốt cho cả hai. Liễu Bạch Mục nói đến đây liền dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, chắc hẳn ngươi đã nhận ra một điều từ trước. Nếu giết bọn ta, ngươi cũng không thể thoải mái được. Chưa kể ngươi đã mất đi một đồng đội, hơn nữa còn làm suy giảm tình trạng của những người khác. Nếu lại xảy ra một lần nữa, có lẽ không chỉ có một người đồng đội sẽ chết. Thậm chí những người khác sẽ có nguy cơ bị ác quỷ thức tỉnh. Cho dù cuối cùng ngươi có thắng thì tình hình vẫn không khả quan đối với ngươi. Ngươi là đội trưởng của tổng bộ nên điều ngươi quan tâm là những sự kiện linh dị ở nhiều nơi khác nhau, chứ không phải những người như bọn ta. Nếu hôm nay ngươi từ bỏ, Liễu Bạch Mục ta sẽ nhận một tấm chân tình của ngươi. Sau này cần giúp đỡ gì, cứ việc mở lời, coi như ta bù đắp việc Hứa Phong và Liêu Phàm đã làm. Hắn cố gắng phân tích những lợi và hại để động lòng Dương Gian, khiến hắn từ bỏ ý định trở thành kẻ thù của mình. Nhưng những gì hắn nói đều có lý, đánh nhau không có lợi, chỉ có bất lợi. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có chút thay đổi. Điều này khiến người ta không khỏi thắc mắc trong lòng hắn đang nghĩ thế nào. Hòa giải, Phùng Toàn và Đồng Thiến ở bên cạnh cau mày suy nghĩ. Họ biết rất rõ rằng với tính cách của Dương Gian thì khả năng có thể hòa giải bằng không. Nghĩ lại lúc trước vì sao hội thân hữu lại bị diệt sạch. Đó là bởi vì Dương Gian đã không lựa chọn thỏa hiệp. Những người này còn không có sức uy hiếp lớn như hội thân hữu. Hơn nữa, trước đó họ đã thắng một lần và tiêu diệt hết những người. Như vậy khả năng hòa giải lại càng thấp, nhưng nơi chết tiệt này có sự khởi động lại. Nếu giết họ một lần nữa rồi lại khởi động lại, đến lúc đó người bọn họ sống lại một lần nữa thì có lẽ đó là một cú đả kích lớn đối với đám người Dương Gian. Ta cần phải suy nghĩ thêm về điều này. Dương Gian dường như suy nghĩ một chút, cuối cùng chậm rãi nói. Liễu Bạch Mục sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đương nhiên có thể, ngươi cứ việc. Dương Gian liếc hắn một cái, sau đó xoay người đưa đám người của mình rời đi. Khi đến trước cửa lớn của ngôi nhà cổ, hắn liền dùng quỷ vực bao phủ, ngăn cách những cái nhìn của đám người Liễu Bạch Mục. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Phùng Toàn cố nén giọng hỏi. Hắn biết rõ suy nghĩ của Dương Gian không phải là nghĩ kế hoạch thỏa hiệp, mà là nghĩ cách giết những người này một lần nữa. Sự khởi động lại ở đây chỉ giới hạn trong phạm vi ngôi nhà cổ. Ngoài ra thời gian nhiều nhất là nửa giờ. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian đến 6 giờ mới giết họ thì cho dù có khởi động lại cũng vô dụng. Dương Gian nói một cách thản nhiên, như thể hắn đang nói về một vấn đề tầm thường. Nhưng đây chỉ là suy đoán của cá nhân ta, có lẽ thời gian đồng hồ quả lắc có thể khởi động lại sẽ vượt quá giới hạn nửa giờ. Phải qua 6 giờ mới được giết họ sao? Bây giờ là mấy giờ? Đồng hồ của ta hiển thị 6 giờ 15 phút. Phùng Toàn nhìn thời gian trên đồng hồ. Đó là một chiếc đồng hồ bằng vàng, có thể cô lập ảnh hưởng của linh dị và hiển thị thời gian chính xác. Dương Gian nhìn đồng hồ bỏ túi, bây giờ là 5 giờ 45 phút. Thời gian ở trong ngôi nhà cổ này bằng thời gian chính xác trừ đi nửa giờ. Vậy thì hành động sau 15 phút nữa. Đồng Thiến cũng kiểm tra lại thời gian. Huỳnh Tử Nhã cũng ngay lập tức đặt lại thời gian. Hùng Văn Văn nói, những người này thật đê tiện, còn có cả khởi động lại. Không đánh lại liền giở trò, suýt nữa thì hại chết chúng ta.
Lẽ nào lúc trước ngươi không dự đoán được sao? Huỳnh Tử Nhã hỏi. Ngươi nghĩ ta là Chúa Giê-xu hay sao? Có thể biết chuyện xảy ra lâu như vậy. 10 phút là giới hạn, được chưa? Hùng Văn Văn bĩu môi. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1802, lập tức giải tán hai. Hắn đã dự đoán chiến thắng của trận chiến, nhưng lại không dự đoán được sự khởi động lại của đồng hồ quả lắc. Bởi vì thời điểm khởi động lại đã vượt quá giới hạn dự đoán của hắn. Đội trưởng, họ sẽ không để chúng ta kéo dài trong 15 phút đâu. Huỳnh Tử Nhã sau đó liền nhắc nhở, tên Liễu Bạch Mục đó cũng có thể có những kế hoạch và cân nhắc khác. Đừng lo lắng, bất kể họ định làm gì, kết quả vẫn sẽ phải chết. Dương Gian nói, tuy giọng điệu lạnh lùng, nhưng lại có một sự tự tin và khẳng định không thể nào có thể nghi ngờ được. Huỳnh Tử Nhã gật đầu và không nghĩ quá nhiều. Những gì mình có thể nghĩ thì đội trưởng chắc chắn cũng có thể nghĩ đến. Liễu Bạch Mục, người, có nghĩ rằng Dương Gian sẽ thực sự hòa giải với chúng ta không? Trương Khánh đang đẩy xe lăn trầm giọng hỏi. Liễu Bạch Mục hơi nheo mắt lại, nhìn về phía ánh sáng đỏ đang bao phủ ở gần cửa, hòa giải. Đừng đùa nữa, quỷ nhãn Dương Gian sẽ hòa giải với chúng ta sao? Ngươi cũng không phải chưa đọc hồ sơ của hắn, chỉ cần xuất hiện là sẽ giết người. Hắn đã giết câu lạc bộ Tiểu Cường ở thành phố Đại Sương, giết cả hội thân hữu. Trước đó nếu không nhờ sự hòa giải của tổng bộ, có lẽ hắn cũng đã phá hủy diễn đàn tâm linh của Diệp Trân. Liệu hắn có để mắt đến hội sinh tồn do chúng ta thành lập hay không? Liêu Phàm, Hứa Phong và Bùi Đông đều đã bị giết. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ như vậy. Nếu không hòa giải, vậy thì tại sao lại? Vạn Đồng ở bên cạnh liền nói với vẻ kinh ngạc. Liễu Bạch Mục trầm giọng nói, hắn đang cố gắng tìm ra cách để trì hoãn thời gian. Dương Gia nhất định muốn giải khóa quy luật của sự khởi động lại này, để chúng ta không thể sống sót trong lần khởi động lại lần sau. Chỉ là không có nhiều người biết bí mật về việc ngôi nhà cổ sẽ được khởi động lại, ta cũng chỉ nghe nói về nó. Nếu không phải nhờ lời nhắc nhở của Dương Gian, ta thậm chí còn không biết rằng mình đã từng khởi động lại. Ta thấy hắn muốn phá giải bí mật này cũng không phải điều dễ dàng gì, tuy nhiên vẫn phải phòng bị. Dù sao sau khi đến thành phố Đai Tô, hắn đã có liên hệ với Vương Sát Linh. Vương Sát Linh không chỉ một lần muốn lấy lại ngôi nhà cổ này. Có lẽ lần này, hắn muốn dùng một tay Dương Gian để hoàn thành chuyện này. Nếu như vậy thì Vương Sát Linh nhất định sẽ đưa cho hắn một số thông tin tình báo. Ngay khi lời này được nói ra, những người khác lập tức hoảng sợ. Phải làm sao bây giờ? Một người ngự quỷ tên là Từ Minh hoang mang lo sợ. Họ không có dũng khí để chống lại Dương Gian. Nửa giờ trước họ đã từng bị giết một lần. Ai sẽ tiếp tục liều mạng khi biết mình chắc chắn sẽ thua? Ngay cả khi Liễu Bạch Mục không nói chuyện hòa giải, họ cũng sẽ đi đàm phán. Phải làm gì đây? Bây giờ có thể làm gì? Chỉ có hai con đường để đi. Con đường đầu tiên là chạy trốn. Điều quan trọng là phải cứu được tính mạng của mình trước đã. Liễu Bạch Mục nhìn lối đi khi hắn nói điều này, nhưng con đường này rõ ràng không còn khả thi nữa. Cánh cửa bị bao phủ bởi quỷ vực của Dương Gian. Hiện giờ chúng ta không thể rời khỏi ngôi nhà cổ này. Hơn nữa ngay cả khi Dương Gian có nhường đường, các ngươi có dám đi ra không? Không có sự bảo vệ và khởi động lại của ngôi nhà cổ này. Nếu chết ở bên ngoài sẽ chết một cách đúng nghĩa luôn. Quả thực là như vậy. Đám người Trương Khánh, Vạn Đồng, Từ Minh đều gật đầu đồng ý. Chạy trốn chắc chắn là đường chết. Nhưng liều mình đánh nhau cũng là đường chết. Trước đó họ đã thử một lần. Hơn nữa lúc đó vẫn trong tình trạng quân số còn đầy đủ, chuẩn bị kỹ càng. Liễu Bạch Mục nói tiếp, không thể trốn thoát, liều mạng cũng sẽ thua. Vì vậy chỉ còn một cách, đó là tiêu hao sức mạnh của đám người Dương Gian trong ngôi nhà cổ này. Chúng ta đều biết nguy hiểm trong ngôi nhà cổ này. Nếu không phải do lời nguyền của chiếc đồng hồ quả lắc, chúng ta sẽ không dám ở lại nơi quỷ quái này. Vì vậy cách tốt nhất bây giờ là trốn vào sâu trong ngôi nhà cổ. Đương nhiên, Dương Gian chắc chắn sẽ truy giết chúng ta. Việc chúng ta có thể sống sót vào lúc này hay không còn phụ thuộc vào vận may của mỗi người. Ngay khi những lời này được thốt ra, trái tim của nhiều người bỗng chốc như đông cứng lại. Lẽ nào đám người mình đã bị ép đến bước đường cùng này rồi? Đương nhiên, dùng nguy hiểm trong ngôi nhà cổ này để đối phó với Dương Gian cũng không thực tế.
Dương Gian sẽ không ngồi yên chờ chết. Vậy nên chúng ta sẽ chỉ có thể tính đi con đường thứ ba. Liễu Bạch Mục nói thêm, con đường thứ ba là gì? Có người vội vàng hỏi. Liễu Bạch Mục nói, đương nhiên chúng ta phải tìm một người có thể đối phó với Dương Gian. Trong đội họ, cho dù là Phùng Toàn, Đồng Thiến hay Hùng Văn Văn, theo ta thấy họ đều là những thứ bình thường. Sự lợi hại của đội đó nằm ở nhân vật cấp bậc đội trưởng. Nếu có người có thể chống lại Dương Gian, thậm chí có thể đánh bại hắn, vậy chúng ta có thể trực tiếp đảo ngược được thế bất lợi. Ngay cả Liễu Bạch Mục ngươi cũng không có tự tin thắng được Dương Gian đó. Vậy còn có ai ở thành phố Đai Tô này có thể so tài với hắn? Tên đời thứ ba nhà họ Vương đó. Trương Khánh ngồi trên xe lăn nhíu mày. Nói nhảm, Vương Sát Linh cũng là đội trưởng của tổng bộ. Có lẽ hai người bọn họ đã qua lại trước đó nên tuyệt đối không thể xảy ra xung đột. Có người phản bác lại lời nói của Trương Khánh. Liễu Bạch Mục nhìn vào sâu trong ngôi nhà cổ với một chút khiếp sợ, lời nguyền của chiếc đồng hồ quả lắc luôn tồn tại trong ngôi nhà cổ này. Nhiều người sau khi vào ngôi nhà cổ này không thể thoát ra được, kể cả người thường và một số người ngự quỷ. Ta nhớ khi mới đến đây đã nghe những người khác kể rằng người sáng lập hội sinh tồn của chúng ta, vị hội trưởng thần bí đó đã biến mất ở đây khi đang tìm kiếm chiếc đồng hồ quả lắc trong ngôi nhà cổ. Ngươi muốn tìm ra vị hội trưởng đã biến mất từ lâu để ngài đấu với Dương Gian. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1803, lập tức giải tán ba. Trương Khánh ngạc nhiên nói, tạm thời tìm một người mất tích đã lâu. Chuyện này có khả thi không? Không thử thì làm sao biết được. Hơn nữa, ta vẫn luôn khám phá ngôi nhà cổ này và đã nắm rõ nhiều nơi trong lòng bàn tay. Chỉ là còn một khu vực mà ta chưa hiểu rõ. Liễu Bạch Mục nói, ta muốn đi thử. Lỡ như không được thì sao? Trương Khánh hỏi. Liễu Bạch Mục nói, ta vốn dĩ cũng muốn đến khu vực đó để điều tra, chỉ là vẫn có chút kiêng dè mà thôi. Sự xuất hiện lần này của Dương Gian đã xua tan mối lo ngại của ta. Nếu ta thất bại, thì mọi người chỉ tự dựa vào mình thôi. Ta nghĩ chúng ta hãy liều mạng thêm một lần nữa, biết đâu chúng ta có thể sống sót trong đợt khởi động lại tiếp theo. Một số người nghĩ rằng cơ hội như này rất mỏng manh, vẫn là liều mạng thì hơn. Thật nực cười, lần đầu không thắng, ngươi cho rằng lần thứ hai còn có cơ hội sao? Liễu Bạch Mục giễu cợt nói, hơn nữa điều quan trọng nhất Dương Gian đã biết năng lực ác quỷ của rất nhiều người trong chúng ta rồi. Chúng ta đã mất đi lợi thế của mình. Khi đối phó với chúng ta, họ sẽ có kinh nghiệm phòng thủ và khống chế. Ta dám khẳng định rằng chúng ta sẽ thua trong lần thứ hai. Trước đó ta đã đe dọa Dương Gian, nhưng Dương Gian không hề bị lay động. Chỉ cần hắn do dự mà rút lui, ta cũng sẽ dám liều mình đến cùng. Nhưng đáng tiếc không phải như vậy. Nửa giờ trước đám người Dương Gian đã giết sạch chúng ta với lợi thế lớn. Được rồi, không nói nhảm nữa. Kế hoạch cứ như vậy mà làm. Nếu các ngươi nghe theo sự sắp đặt của ta thì theo đó mà làm. Ai không muốn ta cũng không ép. Dương Gian ở đây, các ngươi cứ liệu mà làm. Hắn nói xong liền đi về phía sâu trong ngôi nhà cổ. Không có một chút do dự và chậm trễ. Thấy vậy, những người khác cũng ngơ người ra nhìn nhau. Không ngờ Liễu Bạch Mục lại thay đổi nhiều như vậy. Trước đó hắn luôn tự tin sẽ tiêu diệt được đội của Dương Gian. Giờ đây sau khi khởi động lại một lần, hắn lại buộc phải trốn vào sâu trong ngôi nhà cổ để tìm sự giúp đỡ của vị hội trưởng đã biến mất trong ngôi nhà cổ. Nói không chừng tìm người là giả, chạy trốn mới là thật. Ta cũng đi đây. Trương Khánh thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi, đẩy xe lăn, xoay người nhanh chóng rời đi. Hắn không tiện di chuyển, đến lúc đó muốn chạy trốn nhất định không kịp. Vậy nên hắn phải hành động trước, không còn cách nào khác. Nếu đều đã bỏ chạy rồi thì hãy bỏ chạy đến cùng. Mọi người hãy cẩn thận. Vạn Đồng thấy vậy cũng không chậm trễ, ngay lập tức chạy vào sâu trong ngôi nhà cổ. Những người còn lại lập tức giải tán khi thấy những nhân vật chủ chốt bỏ chạy tán loạn. Chạy! Tất cả mọi người đều chạy vào sâu trong ngôi nhà cổ. Trước đây lời nói ngang tàn bao nhiêu thì bây giờ chạy trốn càng nhanh bấy nhiêu. Chờ đã, các ngươi nhìn xem, những người trong ngôi nhà cổ này sao vậy? Bọn họ hình như đang chạy trốn. Phùng Toàn sững sờ khi thấy những người đó không thèm chào hỏi liền xoay người bỏ chạy. Không phải chứ, những người này thật là nhát gan. Không phải vừa mới thắng một ván thôi sao?
giờ lại không chơi nữa. Vừa lật lọng vừa hèn nhát, tư chất còn kém hơn ta, vậy mà còn đòi làm người lớn. Hùng Văn Văn ngay lập tức nắm bắt cơ hội này để chế giễu họ. Thật sự đã chạy trốn rồi ư? Huỳnh Tử Nhã cũng có chút khó hiểu. Cô đã sẵn càng liều mạng rồi nhưng kết quả đối thủ lại chuồn trước một bước. Nói rằng muốn diệt cả đội ta cơ mà, cũng nói muốn diệt cả thành phố Đại Sương, ngoài dự đoán nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dương Gian nói, suy cho cùng, đó cũng chỉ là một tổ chức những kẻ phản diện tụ tập lại vì mục tiêu sinh tồn. Một khi tình thế không ổn, việc bỏ trốn ngay lập tức cũng là điều dễ hiểu. Vậy nên chuột trong cống sẽ không bao giờ có thể ngoi đầu lên được. Phương hướng chạy trốn của bọn họ không đúng. Bọn họ đang chạy tới sâu trong ngôi nhà cổ. Ở đó có lối ra khác như... Đồng Thiến cau mày hỏi. Không, trong ký ức của ta không xuất hiện lối ra nào khác. Sâu trong ngôi nhà cổ này rất nguy hiểm. Có quỷ thật đang rình rập và ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường. Nhiều người đã lạc lối khi vào sâu trong ngôi nhà cổ này và cuối cùng không thấy quay trở lại. Dương Gian nói, hắn có ký ức của Liêu Phàm, có lẽ hắn hiểu. Tất cả những điều này, bọn họ đang đánh cược chúng ta không dám qua đó truy sát, hoặc là bọn họ muốn lợi dụng những nguy hiểm trong ngôi nhà cổ để đối phó với chúng ta. Vậy thì phải làm sao bây giờ, có đuổi theo không? Đồng Thiến nói. Dương Gian nói, không cần, để cho bọn họ chạy một lúc. Giờ vẫn chưa phải lúc. Nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi cũ, giờ hiển thị là 6:56, 4 phút nữa là đến 6 giờ. Hắn rất muốn biết liệu có khởi động lại sau 6 giờ hay không. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1804, thời gian sai lệch 1. Cọt kẹt. Bên trong ngôi nhà cổ, một cánh cửa gỗ bị gãy được đẩy ra. Từ bên trong, Lý Dương ló ra nửa người với chút cảnh giác. Trước tiên nhìn ra bên ngoài, sau khi xác định bên ngoài an toàn mới dám đi ra. Kết thúc rồi sao? Bên ngoài không có động tĩnh gì. Xem ra chúng ta đã thắng, nhưng đây cũng là trong dự đoán. Có đội trưởng ở đây, những người đó không thể là đối thủ của chúng ta. Nhưng khi đến đại sảnh, Lý Dương chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Toàn bộ đại sảnh trống rỗng không một bóng người, không có những xác chết. Cũng không nhìn thấy đám người Dương Gian, Đồng Thiến, Phùng Toàn, Hùng Văn Văn. Lý Dương là người duy nhất trong đại sảnh yên tĩnh và tối tăm này. Lẽ nào ta bị lạc rồi? Vẻ mặt của Lý Dương thay đổi đột ngột. Hắn nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Không có chuyện tất cả mọi người ở đây đều biến mất. Khả năng duy nhất là những người khác không có biến mất. Người biến mất là chính mình. Hắn ngay lập tức dừng lại và bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, cố gắng tìm ra lý do và phân tích tình hình hiện tại. Nhưng khi Lý Dương không ngừng nhớ lại, hắn thấy rằng mọi thứ hắn làm đều bình thường không có vấn đề gì. Lúc đầu hắn dẫn hai người ngự quỷ đi rồi trốn trong căn phòng nhỏ. Trong căn phòng không có vấn đề gì. Nó chỉ là một căn phòng bỏ hoang bình thường không có ác quỷ, cũng không có những người ngự quỷ khác ở trong đó. Điều duy nhất là hắn đã ở trong căn phòng đó hơi lâu. Nhưng điều này là không thể. Ban đầu hắn đã giải quyết một người ngự quỷ. Sau đó hắn tạm thời ở trong phòng không ra ngoài để tránh tiếng khóc của Đồng Thiến. Đồng thời sử dụng sức mạnh của quỷ chặn cửa để phong tỏa căn phòng, cô lập sự xâm nhập của sức mạnh linh dị. Hiệu quả rất tốt. Lý Dương ở trong phòng không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc. Có lẽ khi ta nhốt mình trong căn phòng này thì bên ngoài đã xảy ra một số thay đổi không ngờ tới. Lý Dương tự nghĩ, tóm lại, bây giờ phải liên lạc với đội trưởng. Ngay lập tức, hắn lấy điện thoại di động định vị vệ tinh ra. Vẫn có tín hiệu trên điện thoại, đó là một tin tốt. Ngôi nhà cổ này tuy rất đặc biệt nhưng không cô lập tín hiệu. Góc trên bên phải của điện thoại định vị vệ tinh hiển thị giờ hiện tại, 6:26. Cuộc gọi diễn ra suôn sẻ. Nhưng một lời phản hồi xuất hiện ngay sau đó, không có tín hiệu từ bên kia. Làm sao có thể như vậy được? Điện thoại di động của ta ở đây có tín hiệu, điện thoại di động của đội trưởng Dương có lẽ cũng có tín hiệu. Có phải vì điện thoại của đội trưởng Dương không phải là điện thoại định vị vệ tinh không? Lý Dương đoán như vậy, hắn liền chuyển sang gọi cho điện thoại di động định vị vệ tinh của Đồng Thiến. Rất nhanh, kết quả giống như lần trước, không có tín hiệu từ bên kia. Thấy vậy, Lý Dương cau mày, đặt điện thoại xuống.
Nếu cả hai đều không gọi được, vậy đã chứng minh được vấn đề. Việc tiếp tục thử cũng không có ý nghĩa gì. Nếu ta đã lạc vào ngôi nhà cổ này, vậy thì cách an toàn nhất là đảm bảo an toàn cho bản thân và rời khỏi đây trước đã. Hắn nhìn cánh cổng đóng chặt của ngôi nhà cổ. Nếu cứ tiếp ở trong ngôi nhà cổ này một mình cũng không phải là cách, vì vậy Lý Dương quyết định rời đi trước. Lý Dương không đi ra ngoài qua cổng, hắn quyết định trèo lên cửa sổ và nhảy ra khỏi cửa sổ để tránh khỏi một số lời nguyền không xác định. Tiếng bước chân vang lên trong đại sảnh vắng lặng. Xung quanh yên tĩnh, khắp nơi đều là bóng tối, khắp nơi đều là những luồng khí ảm đạm. Nếu cứ ở một nơi như vậy một mình thì thần kinh quá căng thẳng mà xảy ra vấn đề. Lý Dương cũng đang vô cùng căng thẳng, bởi vì hắn rất chắc chắn trong ngôi nhà cổ này có hơn nửa là quỷ. Cho dù lúc trước không có, nhưng vừa rồi rất nhiều người ngự quỷ bị giết như vậy, bây giờ sợ rằng đã bị ác quỷ thức tỉnh. Quỷ thức tỉnh và quỷ bị chống khế là không cùng một đẳng cấp. Bạn có thể dễ dàng giết một người ngự quỷ, nhưng một khi con quỷ trong cơ thể người đó thức tỉnh hoàn toàn thì thậm chí còn không có cơ hội trốn thoát. May mắn thay, khi hắn rời đi không có nguy hiểm nào. Lý Dương đến bên cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra ngoài. Tuy nhiên vào lúc này, cót két. Cánh cửa to và dày của ngôi nhà cổ lúc này lại được mở ra, phát ra chút âm thanh. Âm thanh này tuy rằng không lớn nhưng lại vang vọng trong ngôi nhà cổ yên tĩnh. Lý Dương run lên. Trong tiềm thức, hắn nhìn về hướng cửa của ngôi nhà cổ. Ngay lập tức, Lý Dương chợt nheo mắt lại. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc quần áo của thập niên 80, 90. Cơ thể toát ra cảm giác hư ảo, lúc rõ ràng lúc lại không chân thực. Hơn nữa, điều kỳ quái nhất chính là người này lại có một màu trắng đen khó hiểu. Giống như bức ảnh đen trắng không ăn khớp với thế giới thực tại. Hơn nữa, Lý Dương đã nhìn thấy hiện tượng này. Khi đối mặt với phòng 301 ở thành phố Okawa cùng Dương Gian, hắn đã nhìn thấy quỷ tương tự như thế này. Lúc đó là một bà lão, nhưng đây lại là một phụ nữ trung niên. Dáng vẻ không giống nhau, chỉ là cùng mang lại một cảm giác kỳ lạ. Không, phải chứ, một con quỷ bước vào ngôi nhà cổ từ bên ngoài. Một ý nghĩ như vậy đột nhiên hiện lên trong đầu Lý Dương. Hắn sợ tới mức không dám nhúc nhích. Sau khi quỷ bước vào đại sảnh, nó liền đứng bất động, quay cái cổ cứng ngắc lại. Đôi mắt xám tê dại nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Không hay rồi. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1805, thời gian sai lệch 2. Nhìn thấy quỷ đang nhìn trộm xung quanh, Lý Dương toát mồ hôi lạnh, lập tức muốn xoay người rời khỏi ngôi nhà cổ. Tuy nhiên, trước khi có thể hành động, hắn lại bị đông cứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có hai ông bà già đang đứng ở bên cửa sổ. Hai người này nắm tay nhau nhìn về phía bên này vẻ mặt quái dị. Trong ánh mắt không còn dấu vết của sự sống, giống như mắt của người chết. Cả hai giống như một bức chân dung được dựng lên. Bên ngoài cũng có. Ánh mắt của Lý Dương đột nhiên nheo lại. Lúc này, hắn hơi hoảng loạn. Ba con quỷ này đang xuất hiện ở ngôi nhà cổ này. Đây, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tại sao lại có nhiều quỷ như vậy? Tại sao lúc trước không phát hiện ra? Hay là bản thân đã bị lạc mất vị trí và đụng mặt với linh dị thực trong ngôi nhà cổ này? Đi qua cửa sổ khác xem. Lý Dương cả người tê dần, không dám nhảy ra ngoài dưới ánh nhìn kinh hãi của hai người già đó, mà nhanh chóng tản ra về phía sau. Trong lòng hắn chỉ hy vọng bản thân không kích hoạt quy luật giết người của ba con quỷ này. Nếu không muốn sống sót rời khỏi nơi này cũng có phần khó khăn. Vận may của Lý Dương có vẻ tốt, quỷ lang thang trong đại sảnh mặc dù đã rời ánh mắt về phía hắn, nhưng lại không nhìn nhắm vào hắn. Thay vào đó, nó tiếp tục tiến sâu vào ngôi nhà cổ để dạo quanh một vòng. Sau khi tránh khỏi ánh mắt của hai người, ra ngoài cửa sổ, hắn đã thành công nhảy ra khỏi ngôi nhà cổ và ra được bên ngoài. Không gian ở bên ngoài ngôi nhà cổ, những chiếc quan tài cũ và mới khác nhau được đặt trên mặt đất, một số lại được kê dựa vào tường. Kiểu dáng và màu sắc của những chiếc quan tài này cũng khác nhau. Một số là quan tài bằng gỗ sơn màu đen, còn một số thì bằng gỗ sơn màu đỏ. Còn một số quan tài vẫn để nguyên màu gỗ cũ. Màu gỗ cũ đó bây giờ đã chuyển sang màu xám vì đặt ở đây quá lâu rồi.
hai ông bà lão đó lại không thấy đâu rồi. Nhưng khi Lý Dương nhìn về hướng vừa rồi lại không thấy ông lão và bà lão đang sợ đó đâu. Vừa rồi có phải là ảo giác không? Hay là hai con quỷ đã rời đi rồi? Lý Dương lúc này cảm thấy rất căng thẳng. Bây giờ hắn đang một mình một ngựa. Nếu bạn thực sự bị quỷ tấn công, khả năng cao là sẽ chết. Tuy nhiên, tại thời điểm này, như thể đến đúng giờ, tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc vang lên. Lý Dương giật mình nhìn thời gian trên điện thoại. 6:30 trong khi đó, ở một khoảng thời gian khác, ở cửa của ngôi nhà cổ. Dương Gian đưa Phùng Toàn, Đồng Thiến và những người khác ra khỏi quỷ vực. Kiểm tra thời gian, lại đến 6 giờ đúng, quả nhiên đồng hồ quả lắc lại vang lên. Nhưng lần này dường như không được khởi động lại, thời gian vẫn tiếp tục trôi về phía trước. Dương Gian nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bỏ túi cũ trên tay. Kim đồng hồ ở trên không quay ngược lại, nó vẫn đang tiến về phía trước. 6:05, 6:06. Mỗi khi đến 6 giờ thì chuông sẽ kêu, nhưng không phải lần nào cũng khởi động lại. Là có người điều khiển, hay là ngẫu nhiên? Phùng Toàn cau mày nói. Dương Gian lại vào đại sảnh, cố gắng xác định vị trí của đồng hồ quả lắc theo tiếng chuông của nó. Tuy nhiên, việc định vị không thành công. Âm thanh của chiếc đồng hồ quả lắc vang vọng trong ngôi nhà cổ kính, không thể xác định được nó ở đâu. Chỉ có thể phán đoán một cách mơ hồ rằng đồng hồ quả lắc đang nằm ở một nơi sâu và kín nào đó ở trong ngôi nhà này. Như vậy, việc giải quyết chiếc đồng hồ quả lắc này thực sự có chút khó khăn, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Rất nhiều người ngự quỷ trong ngôi nhà cổ này cũng đều không tìm thấy đồng hồ quả lắc. Bản thân mình chỉ tùy ý đi tìm thế này nhất định không thể tìm thấy. Thông báo cho Lý Dương trở lại đội. Đã hơn 6 giờ, có thể ra tay rồi. Lần này sẽ giết họ thêm một lần nữa. Ta muốn xem những người này có thể sống sót trở lại hay không, Dương Gian nói. Còn con quỷ này thì sao? Đồng Thiến nhìn cái xác quái dị bị ghim dưới chân Dương Gian. Dương Gian nói, không mang theo hòm để giam giữ. Phùng Toàn, đến giúp ta chôn con quỷ này đi. Phùng Toàn gật đầu, đi tới mà không nói lời nào, tiến đến chỗ ác quỷ đang ghim. Cơ thể hắn dần dần tan rã, từng khoảng đất mộ cứ thế rơi xuống. Sau một thời gian, một ngôi mộ cũ đã chất thành đống. Ngôi mộ cũ này là để chôn cất quỷ. Còn Phùng Toàn lúc này liền dịch chuyển và rời khỏi ngôi mộ cũ. Dương Gian rút đinh quan tài ra. Ngôi mộ cổ yên lặng, hình thành một cuộc trấn áp. Bản thân đất mộ của Phùng Toàn có thể trấn áp được ác quỷ. Tuy nhiên mộ cần phải được chất đống và có chiều cao nhất định. Nếu không quỷ sẽ phá vỡ rồi thoát ra. Phùng Toàn hiện tại đã khống chế 3 con quỷ. Dựa vào quỷ xương khô đang ghép cơ thể của mình, hắn chỉ cần để đầu ra bên ngoài không để đất mộ chôn lấp thì sẽ có thể bỏ qua cái giá của ác quỷ thức tỉnh. Làm chuyện chính trước. Sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ xử lý con quỷ trong ngôi mộ cổ này, Dương Gian liếc nhìn và chắc chắn rằng không có bất thường gì xảy ra trước khi hành động. Trước tiên vẫn phải giết tên tóc trắng đó. Không được để bị hắn gài, nếu không chắc chắn sẽ chết. Hùng Văn Văn nhắc nhở. Dương Gian nói, được, vậy thì giết hắn trước. Vừa dứt lời, hắn liền đi về phía tên Liễu Bạch Mục. Bóng đen dưới chân hắn dần bao phủ xung quanh. Hắn cầm trên tay cây giáo, sử dụng đặc tính của dao trẻ củi để kích hoạt vật dẫn. Ngay lập tức, hình bóng của Liễu Bạch Mục hiện ra trước mặt hắn. Không cần nói thêm bất cứ điều gì, Dương Gian giơ tay vung dao, chém vào hình bóng còn lưu lại trong vật dẫn của Liễu Bạch Mục. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1806, cơ thể bị bỏ lại một. Mặc dù ngôi nhà cổ này khởi động lại trở về nửa tiếng trước, nhưng Dương Gian vẫn không định bỏ qua cho người tên Liễu Bạch Mục kia. Trong dự cảm của Hùng Văn Văn thì hắn đã từng giết chết một đồng đội của mình. Tuy không biết tư liệu về hắn nhưng nhiêu đây cũng đủ chứng minh Liễu Bạch Mục là một mối đe dọa nhất định. Dương Gian không có ý nghĩ giữ lại sức mạnh nào, hắn đã kích hoạt lời nguyền dao trẻ củi, một nhát chặt xuống vật trung gian mà Liễu Bạch Mục để lại. Nhát dao này rất ác, trực tiếp chặt đứt cổ của Liễu Bạch Mục, chém đầu hắn xuống. Nhưng ngay giây tiếp theo, lời nguyền của dao trẻ củi lại xảy ra trên người Dương Gian. Trên cổ hắn cũng xuất hiện một vệt máu đỏ. Vết thương thế này không chỉ xuất hiện trên cơ thể mà còn xuất hiện trên quỷ bóng. Cổ của quỷ bóng cũng có một vết thương.
Loại lời nguyền này đến cả ác quỷ cũng bị ảnh hưởng, nhưng vết thương do lời nguyền này gây ra và vết thương do DCC gây ra không giống nhau. Vết thương do lời nguyền gây ra có thể lành lại trong thời gian ngắn, nhưng vết thương do bị chém gây ra lại không thể lành lại trong một thời gian ngắn, cho dù là ác quỷ cũng không được, cần dùng không ít thời gian. Quỷ bóng hoàn chỉnh trong một mức độ nào đó có thể chống chọi lại sự nguy hại mà lời nguyền đã mang đến. Nếu không thông qua vật trung gian tiếp xúc với đấy thì lời nguyền sẽ phát huy tác dụng trên cơ thể, không ảnh hưởng đến ác quỷ trong người. Nhưng sau khi kích hoạt vật dẫn thì ác quỷ của bản thân cũng sẽ bị hại, không thể tránh khỏi. Dương Gian nhìn cổ của quỷ bóng đang cúi đầu, một vết thương nghiêm trọng xuất hiện. Hình như quỷ bóng lại sắp biến thành quỷ bóng không đầu rồi, nhưng không hề có. Vết thương của quỷ bóng xuất hiện rồi nhanh chóng hồi phục, bản năng ghép nối cơ thể của ác quỷ kia đang phát huy tác dụng trị thương. Mà cùng lúc này, Liễu Bạch Mục còn chưa biết Dương Gian đã nhắm vào hắn. Sau khi rời khỏi phòng khách của nhà cổ, Liễu Bạch Mục và những người khác chia nhau ra đi sau vào bên trong. Dù là những thành viên thường ra vào nơi này cũng đều không dám nói hoàn toàn hiểu hết ngôi nhà cổ này. Tuy ngôi nhà cổ này không lớn mấy nhưng lại quỷ dị vô cùng, bởi vì mỗi ngày nhà cổ này đều sẽ có những thay đổi khác nhau. Kiểu thay đổi này không nói rõ được, không có quy luật. Có lúc thì nhiều thêm một cái cửa, có khi thì lại thêm một khu vực mới, có khi lại thêm mấy lối đi. Thậm chí có khi còn xảy ra sự kiện linh dị khủng bố. Không ít người mất tích trong nhà cổ, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Nếu không phải mọi người đều dính lời nguyền đồng hồ quả lắc thì bọn họ không hề tình nguyện ở lại đây, cứ cho là tạm thời lánh nạn cũng không đi sâu vào nhà cổ, tùy tiện đi lại. Tuy nhiên xác suất gặp chuyện không lớn, nhưng không ai dám gánh chịu rủi ro. Trước đây có người vì tìm ra chiếc đồng hồ quả lắc trong nhà cổ này đã tìm kiếm suốt 3 tháng trời. Ghi lại hết mỗi lần xuất hiện biến hóa, mỗi lần xuất hiện khu vực mới, tuy phải trả giá nhưng cũng nắm được khá quy luật của phần lớn ngôi nhà. Liễu Bạch Mục lấy một quyển bút ký ra, bên trên viết đầy những dòng chữ chi chít, còn có đủ loại tránh ảnh được vẽ ra giấy. Thứ này không phải một mình hắn hoàn thành mà là mấy nhóm người cùng nhau hoàn thành. Người có dã tâm đi tìm đồng hồ quả lắc không chỉ có một mình Liễu Bạch Mục, hắn cũng tổ chức người tìm kiếm nhà cổ. Tuy gặp một chút nguy hiểm nhưng cũng xác định được rất nhiều chuyện. Cánh cửa 12 ngày mới xuất hiện một lần, vì một nguyên nhân nào đó mà chiếc cửa đến hiện tại vẫn chưa do thám qua, hơn nữa cách khu vực truyền đến tiếng đồng hồ reo rất gần. Hôm nay là ngày cánh cửa đó xuất hiện, chuyện này có lẽ là cơ hội đối với chúng ta. Liễu Bạch Mục đi trong bóng tối, trong nhà cổ tĩnh mịch, thân xác hắn biến hóa bất định, trong lòng so sánh được mất. Theo suy nghĩ của hắn vốn không định vội do thám nhà cổ, nhưng không còn cách nào khác. Hôm nay Dương Gian đã đuổi giết đến nơi rồi, hơn nữa kẹt ở cửa đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trừ khi giết đối phương, nếu không thì hôm nay người chết là hắn. Thế nên trong lòng Liễu Bạch Mục biết cơ hội trở mình của hắn chỉ có một, lấy được đồng hồ quả lắc. Vì vậy tìm kiếm hội trưởng thất lạc chỉ là một cái cớ để làm yên lòng công chúng, trên thực tế hắn lại có tâm tư riêng. Hội trưởng đã thất lạc trong nhà cổ lâu như vậy, chắc đã chết rồi. Nếu tìm ra cũng chỉ là một thi thể. Không, có lẽ đã thức tỉnh thành ác quỷ rồi. Liễu Bạch Mục, mấy người chúng ta một khi phân tán ra thì rất nhanh sẽ bị Dương Gian công kích. Nếu tụ lại một chỗ cùng nhau đối phó thì vẫn còn có thể ném chuột sợ vỡ bình. Quyết định này không giống người như ngươi đưa ra. Trên xe lăn, người ngự quỷ Trương Khánh gằn giọng nói. Hắn và Vạn Đồng cùng Liễu Bạch Mục đi cùng với nhau, ba người tạm thời tụ lại hình thành một nhóm nhỏ. Liễu Bạch Mục ánh mắt âm trầm nói, chịu thôi, tụ tập lại với nhau sẽ bị một lưới tóm gọn. Tản ra rồi thì từng nhóm nhỏ bị tấn công, dù sao cũng chết, nhưng sau khi tản ra thì cơ hội sống sót cao hơn một chút. Tình hình trong nhà cổ biến hóa quỷ dị, Dương Gian đó vừa đến đây chắc chắn không biết tình hình bên trong. Nên chúng ta nắm bắt thời gian, thăm dò khu vực cuối cùng rồi, có lẽ có nguy hiểm nhưng cũng có cơ hội trở mình. Trương Khánh khẽ lắc đầu cảm thấy bất lực. Bọn người như hắn giống như chuột vậy, bị con mèo là Dương Gian đuổi bắt. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1807, cơ thể bị bỏ lại 2. Thăm dò khu vực chưa biết rõ có nguy hiểm, nói không chừng chúng ta cũng sẽ chết trong nhà cổ này. Vạn Đồng ở một bên trầm mặc nói, trái phải đều có nguy hiểm,
còn không bằng đem nguy hiểm khống chế trong lòng bàn tay mình. Liễu Bạch Mục trầm giọng nói, lúc mấy người nói chuyện thì đã âm thầm rời khỏi nhóm người, sau đó đi đến lầu 3 của nhà cổ. Hành lang lầu 3 cũ kỹ không được sửa chữa, sàn nhà bằng gỗ kêu lên cọt kẹt, dường như đạp một cái có thể từ lầu trên rơi xuống lầu dưới bất cứ lúc nào vậy. Thậm chí có chỗ ván lót còn bị hư hỏng, thiếu hụt, khoa trương nhất đó là có một chỗ ván lót sàn còn bị trống một hố. Cái hố đó tối đen, nhìn không thấy gì, có người bỏ đồ xuống thử, kết quả món đồ đó không rơi xuống lầu 2 mà biến mất ngay sau đó. Ngó lơ cái hố trên sàn, ba người tiếp tục tiến về phía trước. Động tác của bọn họ rất nhanh, bởi vì Dương Gian vẫn còn đang hành động ở phòng khách bên kia, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi đến, nên không thể do dự thêm nữa. Đến rồi, hai người men theo hành lang mà đi, ở cuối hành lang có một cánh cửa bằng gỗ đã cũ xuất hiện. Bình thường chỗ này chỉ có một bức tường, không có cửa phòng, nhưng hôm nay lại xuất hiện một cánh cửa gỗ. Bên cạnh cửa gỗ có bóng dáng một người được vẽ bằng sơn dầu, đây là một dấu hiệu nhận dạng, để người khác dễ biết một lúc nào đó nơi này sẽ hiện lên một cánh cửa. Liễu Bạch Mục mở nó ra một cách thuần thục. Hắn đã từng đến đây, không chỉ một lần, nhưng lần nào cũng không đủ dũng khí bước vào bên trong. Lần này hắn mở cánh cửa gỗ đã cũ này ra lần nữa. Chốt cửa bằng sắt đã rỉ sét kêu lên cót két, khiến người ta có cảm giác có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Nhưng phía sau cánh cửa là một chiếc cầu thang lạnh lẽo âm u. Chiếc cầu thang này quỷ dị vô cùng, hướng lên trên chứ không hướng xuống. Phải biết ở đây là lầu 3, đứng cao một chút là có thể chạm đến nóc nhà, bên trên đã không còn thứ gì nữa. Nhưng cầu thang trong cánh cửa gỗ còn có thể thông đến chỗ khác. Đó là một điểm đến thần bí quỷ dị chưa ai biết, không nằm trong phạm vi diện tích của nhà cổ. Còn chưa đi vào thì trên cầu thang đã lượn lờ mùi xác thối, cứ như là thi thể bị thối rữa vậy. Hơn nữa nhiệt độ ở đây có vẻ lạnh lẽo lạ thường, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Giống như có dấu tích hoạt động của ai đó. Vào thôi. Liễu Bạch Mục lập tức nói, hắn không hề do dự, trực tiếp nhấc chân bước vào. Lúc này Trương Khánh đang ngồi trên xe lăn cũng do dự một chút rồi bước xuống xe, sau đó bước từng bước cứng nhắc lên những bậc thang. Vạn Đồng không còn cách nào cũng đi theo sau. Nhưng khi ba người bọn họ vừa bước lên bậc thang chưa được bao lâu, đột nhiên, Liễu Bạch Mục đang đi đằng trước bỗng sững người dừng lại. Hai mắt đột nhiên mở ra, lông tơ trên người dựng đứng cả lên, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Nhưng không chờ đến lúc hắn cảnh giác mọi thứ xung quanh. Ngay giây sau, một vết chém đã xuất hiện trên cổ hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Bạch Mục vô cùng kinh ngạc, tiềm thức của hắn muốn níu lấy cái cổ, nhưng đã không còn tác dụng. Chiếc cổ vừa lắc một cái thì chiếc đầu đã rơi xuống bậc thang vang lên âm thanh trầm đục, sau đó một đường lăn xuống dưới. Chiếc cổ không đầu trào máu tươi, nhuốm đầy một khoảng sàn. Liễu Bạch Mục, Trương Khánh ở phía sau cũng kinh ngạc, tiềm thức của hắn bảo phải bắt lấy cái đầu đang lăn xuống những bậc thang. Trên cầu thang này có quỷ à? Chúng ta bị quỷ tấn công rồi. Vạn Đồng căng thẳng nhìn khắp xung quanh. Cái đầu của Liễu Bạch Mục dường như còn chút ý thức. Sau khi thoáng kinh ngạc, hắn lập tức ý thức được gì đó. Không, không phải ác quỷ tấn công, là Dương Gian đã tấn công ta. Sao ngươi dám khẳng định? Trương Khánh vội nói. Phương Thế Minh của hội thân hữu cũng bị giết như vậy. Người trong giới đều biết Dương Gian không phải cứ không gặp được cũng sẽ không tấn công được. Đó là một vật linh dị, chắc là do trẻ củi. Trước đây vũ khí trong tay hắn rất kỳ lạ, ta vẫn luôn để ý. Liễu Bạch Mục cắn răng, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt bởi vì máu chảy ra liên tục. Nhưng hắn vẫn sống, dường như có sức mạnh linh dị nào đó giúp hắn duy trì mạng sống. Vậy bây giờ làm sao đây? Sắc mặt Trương Khánh biến hóa liên tục, trong lòng bắt đầu hoảng. Ngươi không thấy đâu mà Dương Gian đã có thể giết người, có đi đến đâu cũng không có tác dụng. Sắc mặt Liễu Bạch Mục trắng bệch khẽ động đậy, hắn nhìn cơ thể không đầu đang đứng trên cầu thang của mình. Thi thể không động đậy, nhưng không bị ngã, dường như có một sức mạnh quỷ dị nào đó nằm trong thân xác này. Hoảng gì chứ, tiếp tục đi, bây giờ không thể vứt đầu quay lại nếu không các ngươi đều sẽ bị giết. Thủ đoạn này của Dương Gian không thể nào không phải trả giá, vật phẩm linh dị đều cần phải chịu một rủi ro tương đương. Hắn ra tay trên người ta chắc chắn biết được sự uy hiếp của ta, dù gì nửa tiếng trước ta đã giết Lý Dương của bọn họ. Liễu Bạch Mục vẫn còn tỉnh táo, tư duy của hắn cũng chưa bị nhiễu loạn, nói chuyện vô cùng rành mạch,
Dương Gian sợ ta dở mánh cũ lại giết đồng đội của hắn, nên mới nặng tay với ta như vậy. Ta dám khẳng định sau lần tấn công này các ngươi đã được an toàn. Đi nhanh, không được nán lại, thi thể của ta còn ở đây rất nguy hiểm. Đến, khi ác quỷ thức tỉnh thì tất cả các ngươi đều phải chết. Hơn nữa ta thế này không sống được bao lâu, chỉ có đồng hồ quả lắc ta mới có thể sống lại. Hắn đang hối thúc, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy thi thể hơi động đậy. Đây là một tín hiệu không tốt lành gì. Hai người Trương Khánh và Vạn Đồng nhìn nhau một cái, sau cùng cắn răng, gồng mình bước tiếp lên bậc thang. Bọn họ nhanh chóng vượt qua thi thể không đầu của Liễu Bạch Mục, không dám dừng lại ở nơi này. Một khi ác quỷ thức tỉnh thì cầu thang này sẽ biến thành con đường dẫn đến địa ngục, ai đến thì người đó chết. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1808, căn phòng trong bóng tối. Chúng ta có thời gian nửa tiếng để hành động, sau nửa tiếng sẽ đến giới hạn khởi động của nhà cổ, khi đó cho dù có giết chết những người này cũng không có ý nghĩa gì. Trong phòng khách của nhà cổ, sau khi Dương Gian kích hoạt vật trung gian giết chết Liễu Bạch Mục xong liền bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Hắn phải dẫn đội đi thanh trừng tàn tích của kẻ địch. Những người này đều tiềm ẩn mầm họa, cho dù hành động thêm lần nữa cũng không thể bỏ qua cho họ. Trong nhà cổ chắc chắn tồn tại một số nguy hiểm chưa ai biết, nếu không thì bọn họ cũng không thể trốn sâu vào trong nhà cổ ngồi yên chờ chết. Giọng nói khàn khàn của Phùng Toàn vang lên, hắn có thể đoán được một vài đầu mối. Sắp chết đến nói rồi mà những người này còn liều mạng như vậy. Trước đây, khi ta bắt tội phạm đã thấy quá nhiều lần rõ ràng biết mình chạy không thoát vẫn liều mình phản kháng. Đồng Thiến đứng bên cạnh cũng nói, Dương Gian không nói gì, chỉ hỏi, Lý Dương đâu? Sao hắn còn chưa xuất hiện? Không biết có chuyện gì, đột nhiên không liên lạc được. Huỳnh Tử Nhã đáp, có khi nào vừa rồi hắn rời khỏi đội gặp phải nguy hiểm, xảy ra chuyện rồi? Phùng Toàn hỏi. Dương Gian nói, Lý Dương đã thành công diệt trừ được hai người, trước đó lúc khởi động lại người đuổi theo Lý Dương xuất hiện lần nữa nên Lý Dương không sao. Bây bọn họ không xuất hiện lại không liên lạc được, chắc khả năng lớn đã lạc trong nhà cổ. Tình hình ở đây là như vậy, có một số người gặp phải tình huống không thể nào hiểu nổi, lạc lối ở đây. Lý Dương chắc đã lạc mất rồi, nên tạm thời không cần lo cho hắn, hắn có thể ứng phó được với tình huống này, lo việc chính trước. Hắn không vì Lý Dương tụt khỏi đội mà dừng hành động. Không được rời đội nữa, cùng nhau hành động, không thể để lạc nữa. Dương Gian dặn dò một câu, sau đó lập tức hành động. Hắn dẫn theo Quỷ Đồng, đi lên phía trước, những người khác đi theo phía sau. Phùng Toàn đi sau cùng, vì phải đề phòng những nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Dương Gian rất quen thuộc với nơi này, cứ như trước đây đã từng đến đây, không hề có cảm giác xa lạ hay cẩn trọng. Tất cả mọi người đều đã trốn đi, không dễ gì tìm được, nửa tiếng nhất định không đủ, qua khoảng thời gian này lại đến giới hạn khởi động lại. Hơn nữa trong nhà cổ đầy nguy hiểm, xem ra đối phương muốn trốn đến khi chúng ta từ bỏ. Phùng Toàn nhìn xung quanh, không có gì ở lối đi. Chỉ có bóng tối và bức tường gạch cũ xanh đen. Có lẽ đến dồn chết bọn họ ở cửa cũng được. Nếu lỗi ra chỉ có một thì sao họ có thể có cách sống sót rời khỏi đây? Huỳnh Tử Nhã ngẫm nghĩ, đưa ra ý kiến. Khi đang nói Dương Gian cũng đã dừng bước. Hắn quay qua nhìn mặt bức tường gạch xanh bên cạnh. Phía sau bức tường ẩn giấu một vách nhỏ, bên trong chắc từng có thứ quỷ dị gì đó, nhưng thứ đó đã sớm không thấy đâu, bây giờ trở thành nơi ẩn thân của một người. Bước chân dừng lại rồi, Dương Gian có thể đã biết trong này có mật thất. Lần đầu tiên hắn đến đây hơn nữa không thể sử dụng quỷ vực. Theo lý mà nói không thể phát hiện ra nơi này của ta mới phải. Chỉ cách một bức tường, người ngự quỷ tên Từ Minh lúc này căng thẳng, cả người toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn không dám động đậy cũng không dám hít thở. Bởi vì một khi bị Dương Gian phát hiện thì chết là cái chắc. Cho dù có trốn rất kỹ nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân từ bên ngoài đã dừng lại ngay chỗ hắn trốn, không tiếp tục đi về phía trước nữa. Thậm chí hắn còn có thể nghe thấy cuộc trao đổi giữa Dương Gian và đồng đội. Mật thất này rất nhiều người biết, nên bọn họ thấy không an toàn, nhường lại mật thất cho ta. Nhưng Dương Gian chắc chắn không biết, nên ta chắc là an toàn rồi. Đây chỉ là trùng hợp, ta không cần phải lo lắng. Từ Minh thầm tự an ủi bản thân mình.
Thế mà suy nghĩ này của hắn vừa xuất hiện thoáng qua. Bỗng, uỳnh, bức tường trước mắt đột nhiên vỡ vụn. Tiếp đó một cánh tay đen lạnh lẽo vươn ra bóp lấy cổ hắn. Cái gì? Từ Mình kinh hãi mở to mắt, không kịp phản ứng với sự thay đổi đột ngột này, khi vừa muốn phản kháng thì đã không còn chút sức lực nào nữa. Cánh tay bóp lấy cổ hắn lạnh lẽo cương cứng, căn bản không phải là tay của người sống, càng giống với cánh tay của người đã chết hơn. Một sức mạnh to lớn kéo Từ Mình đập vào tường một cách nặng nề, dường như muốn ép cả người hắn lọt vào cái lỗ trước mặt, xương cốt gãy đoạn kêu lên răng rác. Bức tường không thể chịu được sức mạnh lớn như vậy liền sụp đổ ngay. Mặt mũi hắn lấm lem bụi bặm, khuôn mặt đầy máu bị nắm lấy. Nơi đây vậy mà lại là một căn mật thất. Đồng Thiến kinh ngạc, hắn nhất thời cũng không kịp phản ứng với việc Dương Gian ra tay. Trốn cũng được đấy. Con ngươi đen láy của Dương Gian lạnh lẽo vô cùng. Buông, buông ta ra, ta có thể giúp ngươi. Từ Minh nhìn bọn người Dương Gian kinh sợ khôn cùng, không lo nổi những thứ khác vội mở miệng xin tha. Hắn không muốn chết. Nếu muốn chết thì sớm đã chết rồi, cũng sẽ không kiên trì chịu đựng lời nguyền của đồng hồ quả lắc cho đến hiện tại. Hơn nữa đối mặt với đội của Dương Gian, hắn cũng không dám cược sau khi khởi động lại hắn sẽ được hồi sinh. Giúp ta cái gì? Dương Gian hỏi thêm một câu. Từ Minh vội nói, ta có thể dẫn đường cho ngươi, ta khá quen thuộc với nơi này, ta có thể dẫn ngươi đi tìm những người khác, ta có thể dò đường cho ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta. Ngươi dẫn đường, ta không yên tâm. Tay quỷ của Dương Gian dùng lực bóp mạnh một cái. Rắc, âm thanh xương cốt bị gãy giòn giã vang lên. Người ngự quỷ tên Từ Minh này hai mắt trợn trừng, chết thảm ngay tức khắc. Hơn nữa trong vòng một tiếng chết hai lần, đây là lần thứ hai của hắn. Dương Gian ném thi thể vào trong mật thất, tiến về trước mà không quay đầu lại, đi tìm người tiếp theo. Không cần xử lý thi thể à? Đến lúc đó có thể ác quỷ sẽ thức tỉnh. Đồng Thiến hỏi. Không cần, nếu quỷ lượn lờ trong nhà cổ chỉ có thể bị lạc đường, không gây ra ảnh hưởng gì tới bên ngoài. Còn chúng ta đến đây là để thanh trừng bọn họ, không phải đến lo hậu sự, chuyện dọn dẹp sau này cứ để Vương Sát Linh xử lý. Xảy ra chuyện lớn như vậy trên địa bàn của hắn ta còn chưa đi tìm hắn tính sổ nữa, nên để hắn làm ít việc nặng nhọc. Dương Gian không bỏ thời gian ra để giải quyết thi thể của Từ Minh, hơn nữa cũng không có điều kiện này. Nếu để Phùng Toàn đem từng người đi chôn thì cứ xem cho là Phùng Toàn kiểm soát được ba ác quỷ cũng sẽ chết bởi sự thức tỉnh của ác quỷ. Rất nhanh, Dương Gian tiếp tục đi sâu vào trong nhà cổ, hắn đi đến cửa của một căn phòng. Cửa phòng đã cũ, lắc lư muốn rơi ra, thậm chí còn không khóa, nhưng bên trong là một mảng tối đen, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón, để lộ sự một sự bất thường quái dị. Đây là một nơi bí ẩn trong nhà cổ, bóng tối bao phủ khắp căn phòng. Trong bóng tối vô tận, một khi tiến sâu vào sẽ bị lạc ở bên trong, cuối cùng sẽ thế nào thì không ai biết. Trong đầu Dương Gian là ký ức trước đây của Liêu Phàm. Trong ký ức của Liêu Phàm từng có người thăm dò căn phòng này, dùng dây thừng buộc vào dụng cụ đo lường, kết quả dây thừng đã qua mấy trăm mét mà vẫn chưa đạt đến cực hạn. Ngược lại, giữa đường còn gặp phải rủi ro không xác định, dây thừng bị đứt, đo lường thất bại. Cho nên trong này rất nguy hiểm, nhưng nơi càng nguy hiểm lại càng an toàn. Trốn trong phòng tối không dễ bị phát hiện ra, bên trong cũng có người trốn. Phòng nhỏ tối thui này bố Hùng đây không vào đâu. Hùng Văn Văn nhìn một cái liền trốn về phía sau, không muốn vào. Dương Gian đẩy cánh cửa lung lay muốn rơi ra, hắn đứng trước cửa không bước vào. Dùng quỷ nhãn quan sát thì nơi này ít nhiều có thể nhìn rõ hơn một chút nhưng phạm vi không lớn, khoảng tầm 10 mét. Trong phạm vi này hắn nhìn thấy mấy người ngự quỷ lúc nãy đang đứng ở chỗ kia. Bởi vì trong khoảng cách này đối phương mới không sợ bị lạc. Đồng Thiến, đến ngươi rồi, nhắm vào căn phòng này mà khóc, đuổi những tên trong phòng tối này đi vào sâu bên trong, khiến bọn chúng lạc lối bên trong. Dương Gian không tự mình ra tay mà nghĩ ra một chủ ý khá hay. Đuổi vào bên trong, Đồng Thiến có hơi nghi hoặc. Dương Gian nói, bóng tối trong phòng gần như vô tận, không ai biết sau khi vào đó sẽ xảy ra chuyện gì, lối ra chỉ có cánh cửa này, có người trốn trong đó nhưng vẫn chưa đủ sâu. Ta biết rồi, Đồng Thiến nghe nói vậy liền lập tức hiểu ra ý của Dương Gian. Có người muốn mượn sự quỷ dị của nơi này để trốn khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Ngay sau đó, hắn không do dự đi vào trong phòng. Đồng Thiến không đi vào quá sâu, chỉ đi về trước tầm 10 bước. Sau khi đi 10 bước,
Đồng Thiến đã bước vào một bóng tối âm u, xung quanh không nhìn thấy gì, hơn nữa yên tĩnh đến đáng sợ. Cứ như cách ly với thế giới vậy, hắn chỉ có thể nghe thấy âm thanh hô hấp và tiếng tim đập của chính mình. Cổ hắn vừa quỷ dị quay lại một cái, một gương mặt mang theo ý cười trung tính đang hướng thẳng về phía trước. Tiếng cười khiến người ta sởn gai ốc bắt đầu vang vọng khắp phòng. Điều kỳ lạ là tuy rằng bóng tối nơi này dường như vô tận nhưng tốc độ âm thanh vọng lại cực kỳ nhanh, cứ như chỉ là diện tích của một căn phòng bình thường, không hề to lớn như trong tưởng tượng. Tiếng cười là sức mạnh linh dị, bóng tối có vẻ không thể hoàn toàn nuốt chửng sức mạnh này, có một phần tiếng cười không bị ảnh hưởng. Đã không thể ngăn cách tiếng người của mặt quỷ này, thế nên tiếng cười cứ vang vọng lên rất kinh dị. Rất nhanh, tiếng cười của ác quỷ trong bóng tối từ không thành có, hơn nữa bắt đầu trở nên trong trẻo. Tiếng cười này, không hay rồi, là mặt quỷ của quỷ diện Đồng Thiến đang cười. Chết tiệt, bọn dương gian phát hiện chúng ta đang ở đây rồi. Có người sau khi nghe xong tiếng cười này liền ngây người, sau đó trở nên kinh hãi. Làm sao đây? Có nên xông ra liều mạng với dương gian không? Bên cạnh có người đề nghị. Xông ra chính là tìm đường chết, Liễu Bạch Mục đã đi rồi, chúng ta ra khỏi căn phòng này chắc chắn sẽ bị dương gian giết chết, không thể ra ngoài. Giọng cười này xuất hiện chứng minh dương gian cũng kiêng kỵ căn phòng này không dám đi sâu vào, nên bảo Đồng Thiến cười, xem hắn có chịu được ác quỷ của hắn thức tỉnh hay không. Nói không sai, không phải đang trì hoãn à, chúng ta có thể trì hoãn được. Bọn họ thương lượng với nhau trong bóng tối, quyết định có đánh chết cũng không ra khỏi phòng, dây dưa với Đồng Thiến. Suy cho cùng người ngự quỷ đều có rủi ro ác quỷ sẽ thức tỉnh, sử dụng sức mạnh linh dị cần phải trả giá. Nhưng điều bọn họ không biết đó là quỷ diện của Đồng Thiến đã chết máy, là dị loài, không phải chịu cái giá là ác quỷ thức tỉnh. Thế nên giọng cười của quỷ diện vẫn tiếp tục, trong đó còn lẫn tiếng khóc lúc có lúc không. Trong căn phòng chật hẹp, giọng cười vang vọng với tốc độ đáng sợ. Chỉ sau vài giây giọng cười đã vang vọng tứ phía. Trong bóng tối tiếng cười càng ngày càng giòn giã hơn, dường như thực sự có quỷ đứng ngay bên cạnh phát ra tiếng cười khiến người ta lạnh người. Đợt cười thứ năm đang đến, có người ngự quỷ trong phòng đã chết. Cho dù giọng cười đã bị một sức mạnh linh dị nào đó trong bóng tối làm yếu đi, ở ngoài không nghe rõ nhưng tốc độ trung điệp quá nhanh. Dựa vào mức độ kinh khủng của tiếng cười hiện tại đã đạt tới mức lấy mạng người. Đến trận cười thứ 6, có vẻ đã đạt đến cực hạn của tất cả bọn họ. Có người kinh hoàng hét lên, không ổn, không chịu nổi nữa, tiếng cười này có âm vang trùng điệp. Tuy khủng bố thì khủng bố, người đó còn chưa nói hết lời thì bỗng dừng lại. Chạy, có người cũng ý thức được sự bất thường, cắn răng chạy sâu vào trong bóng tối. Lúc này những người đi lạc vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng nếu chạy ra cửa thì chắc chắn sẽ bị dương gian chặn đường giết chết. Đứng im tại chỗ cũng không xong, quỷ diện của Đồng Thiến vậy mà vẫn còn cười, hình như không có ý định dừng lại. Rất nhanh, còn chưa đến 2 phút, những người ngự quỷ trong căn phòng tối đen đều đã được xử lý. Có người chết bởi tiếng cười của Đồng Thiến, có người quá kinh hãi chạy vào bóng tối sâu thẳm, hoàn toàn biến mất. Nhưng để ổn thỏa thì Đồng Thiến vẫn tiếp tục cười thêm 3 phút nữa mới dừng. Căn phòng này rất kỳ lạ, giọng cười dường như bị giam lại trong phòng, không thể vang lên rõ ràng được. Dương Gian nheo mắt, quan sát mọi thứ, lại không nghe thấy Đồng Thiến ở bên trong truyền đến chút động tĩnh. Thậm chí không có tiếng khóc, tiếng cười khuếch tán ra ngoài. Có điều hắn có thể nhìn ra bóng dáng của Đồng Thiến, hắn thực sự đang hành động. Sau khi tiếng cười dừng lại, Đồng Thiến mới quay người lại, đi 10 bước quay lại cửa, thuận lợi ra ngoài, tình hình thế nào? Đã sạch sẽ rồi, Dương Gian nói. Vậy thì tốt, Đồng Thiến gật gật đầu. Lên lầu 2 vẫn còn một số tàn dư, tiếp tục thành, lý. Dương Gian nói, được, một hàng người đi lên lầu 2 lần nữa. Mà lúc Dương Gian cùng đồng đội đang truy sát những người bị dính lời nguyền đồng hồ quả lắc. Ở thành phố Đại Đông, cao ốc Ninh An, tầng cao nhất, Vương Sát Linh lại đang gặp một vị khách khác, một người là khách quý đến từ tổng bộ. Đội trưởng Lý đến muộn một bước rồi, Dương Gian đã dẫn đội vào nhà cổ. Bây giờ hơn phân nửa người trong nhà cổ đã bị giết chết, hơn nữa khi hắn đi chuẩn bị không đầy đủ, nhìn có vẻ công việc dọn dẹp sau đó sẽ ném lại cho ta. Vương Sát Linh mỉm cười rót một tách trà cho người đàn ông kia. Người đàn ông trước mắt mặc đồ đặc chế của đội trưởng tổng bộ, khuôn mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm, đeo một chiếc kính râm che đi đôi mắt.
nhưng vẫn có thể nhìn thấy rằng sau chiếc kính râm phản chiếu lên ánh lửa kỳ lạ, đó là lửa quỷ đang cháy. Hơn nữa, màu da trên mặt Lý Quân rất kỳ quái, màu da rất sậm, giống như nhuộm qua thuốc nhuộm, cứng nhắc quỷ dị, hiện rõ sát khí trùng trùng. Ta đến đây không phải để xem Dương Gian, hắn là người có chừng mực và giới hạn, biết chuyện nào có thể làm chuyện nào không thể. Trong sự kiện quỷ chết đói, biểu hiện của hắn đáng được khen ngợi, người thế này tổng bộ sẽ rất bao dung. Lý Quân nói chuyện như một xác chết, cả người cương cứng không động đậy. Đội trưởng Lý ngàn dặm xa xôi đến thành phố Đại Đông chắc không phải tìm ta uống trà đâu nhỉ. Nào, thử hồng trà ta vừa pha xem. Vương Sát Linh tỏ ý nói. Lý Quân đáp, Dương Gian có chừng mực, không đại biểu những người khác cũng có. Mục đích ta đến đây chính là để giám sát những người không có chừng mực. Vương Sát Linh cười gượng, nói, đội trưởng Lý đang nói ta. Không phải ngươi, mà là tất cả những người trong thành phố này. Đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi. Lý Quân nói, ngữ điệu cứng ngắc, thái độ việc nào ra việc nấy. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1809, Bậc thang ngược. Vương Sát Linh có vẻ không được tổng bộ tín nhiệm. Mục đích Lý Quân đến thành phố Đại Đông không phải vì kiềm chế Dương Gian mà là để trông chừng hắn. Điểm này thật nằm ngoài dự đoán. Theo suy đoán của Vương Sát Linh, Lý Quân chắc dẫn dắt Dương Gian mới đúng. Dù gì Dương Gian luôn là một cái gai, không những khó làm quen mà tinh thần còn không ổn định, không vừa lòng liền đánh nhau. Trước đó khi còn ở tổng bộ đều ghi lại những lần hắn động thủ. Chẳng qua lúc này Dương Gian không hề biết Lý Quân đang ngồi uống trà với Vương Sát Linh. Bây giờ hắn rất bận. Sau khi nhà cổ khởi động lại, bên trong có không ít người ngự quỷ bị dính lời nguyền đồng hồ quả lắc đang trốn. Hiện giờ, sau khi Dương Gian thanh lý tầng 1 xong thì bắt đầu lên tầng 2. Hắn phải giết bọn người đó một lần nữa trong vòng nửa tiếng. Kết cấu tầng 2 của nhà cổ khá đơn giản, hành lang hình chữ hồi, từng căn phòng cũ kỹ không được sửa chữa, những căn phòng này đều không có người ở. Chỉ có một vài cái bày trí đồ nội thất và giường ngủ, hơn nữa bên trên đầy bụi bặm, rõ ràng không có người sống ở nơi này quá lâu. Một khi đồng hồ quả lắc linh dị vang lên, trong nhà cổ sẽ xảy ra một vài chuyện kỳ quái không thể tin nổi. Có một số người sẽ lạc trong nhà cổ, còn có một số bị tấn công bởi sức mạnh linh dị không thể lý giải mà chết ở đây. Nếu không phải lời nguyền đồng hồ quả lắc có thể ngăn chặn ác quỷ thức tỉnh, không ai tình nguyện ở lại đây cả. Cuộc thanh lý lầu 2 đã bắt đầu. Dừng. Bỗng. Dương Gian giơ tay ra hiệu với mọi người, tất cả hành động của đội bọn họ nhẹ nhàng mà lại an toàn. Một đường đi đến đều không gặp bất cứ chướng ngại nào, nhưng thời khắc này giọng hắn lại trở nên nghiêm trọng. Hửng. Phùng Toàn, Đồng Thiến, Huỳnh Tử Nhã, Hùng Văn Văn còn có quỷ đồng người không ra người quỷ không ra quỷ kia tất. Cả đều dừng lại. Có biến. Không cần nhắc nhở Phùng Toàn cũng cau mày lại. Hắn quan sát thấy có gì đó không đúng. Hình như có cảm giác bất an, giống như có sự nguy hiểm nào đó rình rập xung quanh. Đây là trực giác của người ngự quỷ. Tuy quỷ nhãn của Dương Gian bị ảnh hưởng không thể sử dụng quỷ vực nhưng vẫn quan sát được xung quanh, hình như không có góc nhìn, ánh mắt hắn hướng về cánh cửa gỗ phía đối diện. Trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy rõ. Nhưng giữa cửa phòng lại xuất hiện một người đàn ông tử khí nặng nề, đứng im ở đó như tượng người đã khuất, ánh mắt trống rỗng nhìn chân chân về hướng này. Không, chắc không phải là nhìn về hướng bên này mà là hướng về phía bên này. Ánh mắt đó rõ ràng không phải là đang nhìn thứ gì đó, chỉ đơn thuần là hướng về bên này như người chết nhìn lên trời vậy thôi. Cho dù là vậy nhưng mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi sởn gai ốc. Cảm giác này giống như bị ác quỷ hung ác nhắm vào. Từ lúc nào? Vừa rồi rõ ràng còn không có thứ gì đứng đó, sao đột nhiên lại xuất hiện? Bây giờ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy à? Hay là sau khi chúng ta lên đến lầu 2 đã kích hỏa quy luật giết người của quỷ, dẫn dụ quỷ ra ngoài? Phùng Toàn kinh ngạc, bởi vì thứ này xuất hiện ngay phía đối diện, cách có mười mấy mét. Chú ý đồ hắn mặc trên người, không phải đồ hiện đại, nói lên rằng đây không phải là ác quỷ thức tỉnh sau khi người ngự quỷ chết đi. Nhưng cũng không phải phong cách ăn mặc thời dân quốc, đại khái là thập niên 80-90. Dương Gian nhìn chằm chằm người đàn ông tử khí nặng nề đang đứng trước cửa, dựa vào chút thông tin có được tiến hành phân tích gì đó. Muốn tiên tri gì à? Hùng Văn Văn trở nên căng thẳng, lỡ như thứ đó thực sự nhắm vào chúng ta sẽ rất nguy hiểm.
Không cần, ác quỷ lượn lờ trong nhà cổ là chuyện rất bình thường. Hiện tượng này không chỉ xảy ra một hai lần đâu. Nếu chúng ta không bị con quỷ này nhắm vào thì không cần để ý nó. Dương Gian nói, tình hình nhà cổ phức tạp, không chỉ đối với người mà đối với quỷ cũng vậy. Quỷ không kiêng kỵ gì mà giết người ở đây thì không có khả năng lắm, trừ khi ngươi thực sự rất xui xẻo mới đụng phải thôi. Nếu không, sự đặc thù trong nhà cổ sẽ gây nhiễu loạn quy luật giết người của quỷ. Điều này không phải do Dương Gian tổng kết được mà là ký ức về sự hiểu biết của Liêu Phàm đối với ngôi nhà cổ này. Quỷ biến mất rồi, cái cửa cũng biến mất luôn. Bỗng, ngay vào lúc này, người kỳ lạ đứng ở cửa dần bị bóng tối phía sau nuốt chửng, bóng dáng dần dần biến mất, sau đó như làn khói biến mất ngay trước mắt, đồng thời cánh cửa phía sau cũng biến mất theo. Sau khi biến mất, phía sau chỉ còn lại hành lang cùng với bức tường gạch xanh bên cạnh. Bức tường đã đen đi, ẩm ướt âm u, màu sắc có hơi không giống với những bức tường xung quanh. Lại là một hiện tượng không thể lý giải nổi. Dương Gian nói, nếu đã không có chuyện gì, vậy thì tiếp tục thôi. Cùng lúc này, một cái bậc thang không tồn tại trong lầu 3 của nhà cổ. Hai người Trương Khánh và Vạn Đồng mang theo cái đầu của Liễu Bạch Mục cẩn thận bước đi. Cầu thang này rất dốc, lối đi vô cùng chật hẹp, chỉ cho phép một người đi qua. Hơn nữa ngước lên nhìn thì cầu thang không có điểm dừng, vĩnh viễn không cách nào đi hết. Không đúng, cầu thang này hình như đi không hết. Cho dù có phản ứng chậm chạp thế nào đi nữa thì đi lâu như vậy Trương Khánh cũng phát hiện ra được có gì đó không đúng. Sức mạnh linh dị ảnh hưởng nơi này, dựa vào cách bình thường không có bao nhiêu cách để đi hết cầu thang. Vạn Đồng trầm mặc, thần sắc nghiêm trọng, đều là người ngự quỷ. Tình huống đặc biệt này đã không còn kỳ lạ với họ nữa, nếu như tất cả đều thuận lợi mới khiến người ta thấy lạ. Cái đầu của Liễu Bạch Mục đã trắng bệch không còn một giọt máu, nhưng hắn vẫn chưa chết. Hắn bị Dương Gian dùng một đao chém đứt đầu, nhưng lạ thay hắn vẫn sống được một khoảng thời gian. Có điều trạng thái hình như không tốt lắm, sắc mặt liên tục thay đổi, giống như không được kiểm soát, nhìn rất dọa người. Hắn cố gắng nhớ lại trước đây đã tiếp xúc với rất nhiều thông tin. Lời nguyền đồng hồ quả lắc tồn tại rất lâu, Liễu Bạch Mục không phải là nhóm người đi tìm đầu tiên, hắn cũng có được những thông tin nhắc nhở từ các bậc tiền bối. Bây giờ phải làm sao? Quay lại à? Trương Khánh hơi khựng lại, cơ thể lắc lư, dường như có thể té ngã bất cứ lúc nào, nhưng trong lòng đã có ý rút lui. Nếu tiếp tục bị vây hãm ở đây sớm muộn gì cũng chết. Lúc này Liễu Bạch Mục như nghĩ ra gì đó, lập tức nói, các ngươi đừng quay lại, nhắm mắt rồi thử đi lùi về phía sau. Là sao? Trương Khánh ngạc nhiên. Liễu Bạch Mục nói, đừng hỏi tại sao, ta cũng không biết. Ta chỉ biết trước đây có người để lại thông tin, cụ thể ai để lại thì ta không biết. Ta chỉ biết có người dùng cách này đi hết cầu thang quái dị, muốn đến nơi kỳ lạ mà cầu thang dẫn đến, các người cứ làm theo lời ta nói. Được thôi, vậy thử cách của ngươi xem. Trương Khánh gật đầu. Hắn cùng Vạn Đồng ở phía sau nhắm mắt lại. Hai người không quay người lại mà bắt đầu đi lùi, men theo cầu thang đi xuống. Từng bước xuống bậc thang, thầm đếm số bước chân. Một bậc, hai bậc. Khi đếm đến 10 thì Vạn Đồng ở phía sau liền dừng lại, sắc mặt đông cứng. Lưng hắn đột nhiên đụng phải một bức tường lạnh lẽo. Bức tường này giống như đột nhiên xuất hiện vậy, trước đó khi đi mấy trăm bậc thang cũng không phát hiện, nhưng đi ngược lại 10 bậc lại hiện ra. Lại là một tình huống không thể hiểu nổi. Phía sau có một bức tường, ta không đi xuống dưới được nữa. Ngay sau đó, Trương Khánh cũng đụng phải người Vạn Đồng, còn chưa chờ hắn hỏi thì Vạn Đồng đã nói. Có lẽ chúng ta đã tìm được đường rồi, mở mắt ra. Trương Khánh liền quay người lại. Hai người nhìn, thấy ngay một cánh cửa sắt đã rỉ sét phía sau lưng. Trên tay nắm cửa treo một chiếc đèn mờ phát ra ánh sáng vàng. Chiếc đèn này giống như có thể tắt bất cứ lúc nào vậy. Ánh sáng chỉ có thể bao phủ cánh cửa, không khuếch tán được ra ngoài. Chiếc cửa sắt này chưa thấy bao giờ, cửa trong nhà cổ đều là cửa gỗ. Vạn Đồng sờ sờ, tìm ra tay nắm cửa, hắn vặn vặn, sắc mặt khẽ thay đổi. Chiếc cửa này không khóa, có thể mở ra, hơn nữa trước đây từng được mở, khe cửa không kín. Liễu Bạch Mục hối thúc nói, đi vào xem sao, bây giờ không quay lại được nữa rồi, không cần phải do dự. Cho dù tìm không ra hội trưởng thì trốn trong này cũng thoát khỏi được sự truy sát của Dương Gian, giữ được mạng không vấn đề gì. Không sai, nếu trốn trong này Dương Gian không biết được quy luật, cứ xem như tìm ra được lối vào thì cũng bị nhốt trên cầu thang,
chúng ta đi vào trong chắc chắn có thể bảo đảm an toàn. Trương Khánh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại trở nên căng thẳng. Bởi vì nói không chừng bên trong ẩn chứa nguy hiểm, hai người không do dự gì thêm, đẩy cánh cửa sắt đã rỉ sét bước vào một nơi không xác định. Đây là nơi chưa từng được thăm dò. Dương Gian, Liễu Bạch Mục, Hùng Văn Văn, Quỷ Bóng, Trương Khánh, Vạn Đồng, Lý Dương, Phùng Toàn, Đồng Thiến, Quỷ Đồng, Vương Sát Linh, Lý Quân. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1810, Tiếng Chuông Quá Khứ 1. Hai người bị dính lời nguyền đồng hồ quả lắc là Trương Khánh và Vạn Đồng mang theo chiếc đầu nhợt nhạt của Liễu Bạch Mục đi qua bậc thềm ma quái, mở cánh cửa sắt đã rỉ sét tiến vào một căn phòng chưa biết rõ. So với nói đây là một căn phòng không bằng nói đây là một nơi quái dị, một hành lang tối tăm yên tĩnh. Hai bên lối đi là những song sắt đã rỉ sét, những song sắt này ngăn cách tạo thành những căn phòng riêng lẻ, nhìn có vẻ giống với một phòng giam. Trong ngôi nhà cổ này sao lại có phòng giam? Ánh mắt Trương Khánh lộ vẻ khó hiểu. Trước đây chưa nghe tin đồn trong nhà cổ còn có phòng giam. Đây là một nơi cổ quái chưa bị người ta phát hiện ra. Hơn nữa từ độ lớn của căn phòng cho thấy có vẻ còn to hơn cả căn nhà cổ này. Người ngự quỷ tên Vạn Đồng kia đánh giá, hắn rất nghi ngờ. Đương nhiên người có cảm giác nghi ngờ này không chỉ có mình hắn. Chỉ còn lại có cái đầu tình trạng rất tệ của Liễu Bạch Mục. Hắn thường xuyên nhắm mắt, giống như muốn mê mang ngủ thiếp đi, nhưng sau khi nghe thấy động tĩnh lại lập tức mở mắt ra đánh giá xung quanh. Sắc mặt trắng bệnh của Liễu Bạch Mục khẽ động, đây là mật thất trong mật thất, cực kỳ bí ẩn. Chủ nhân xây dựng ngôi nhà cổ này chắc chắn không hy vọng nơi này bị phát hiện, vậy nên phòng giam này không dùng để nhốt người, chắc là dùng để nhốt ác quỷ. Đây là phòng giam chuyên dùng để nhốt ác quỷ. Phòng giam nhốt ác quỷ. Sao có thể, không có vàng, không có vật linh dị trấn áp, loại phòng giam này sao có thể nhốt quỷ được? Trương Khánh cảm thấy suy đoán này của Liễu Bạch Mục không hợp lý. Ta nghĩ chỗ này chắc trước đây dùng để giam người sống, nói không chừng trước đây nơi này từng có thí nghiệm bí mật không cho người khác thấy. Vạn Đồng đoán. Liễu Bạch Mục lập tức nói, các ngươi nhìn kỹ mấy kẽ hở giữa hàng rào sắt kia, kẽ hở lớn thế kia người sống chỉ cần lách người là chui lọt, hơn nữa tất cả những phòng giam đều không gắn cửa. Hai người đều được nhắc nhở lập tức phát hiện ra lỗ hổng này. Những phòng giam sắt rỉ sét này thực sự đều không có cửa, hơn nữa khe hở giữa những hàng rào sắt cực kỳ lớn, đàn ông trưởng thành đều có thể lách người chui lọt. Suy đoán giam giữ người sống này lập tức bị bác bỏ. Mỗi phòng đều giống như một cái lồng, thực sự có khả năng giam giữ ác quỷ. Nhưng nghĩ không thông chút nào, phòng giam sơ sài thế này sao có thể nhốt quả được. Trương Khánh cau mày, hắn thử đưa tay lắc lắc mấy cây sắt rỉ sét. Cả khung sắt đều lung lay hết lên, nói lên rằng thứ này không chắc chắn. Có lẽ mấy phòng giam này trước đây được duy trì bởi một loại sức mạnh linh dị nào đó. Bây giờ sức mạnh linh dị biến mất nên mấy thứ này đã trở nên bình thường rồi. Liễu Bạch Mục nói, không cần ở đây lãng phí thời gian, nhanh đi kiểm tra một chút xem có thể tìm ra cái đồng hồ quả lắc kia không. Kiểm tra toàn bộ căn nhà cổ này, những nơi còn chưa lục soát không nhiều nữa, nói không chừng đồng hồ quả lắc ở ngay đây cũng nên. Ta đoán đồng hồ của căn nhà cổ này có thể khống chế hoạt động của căn nhà cổ này. Nếu có thể nắm bắt được điểm này không những ta có thể sống lại mà các ngươi cũng không cần bị Dương Gian giết nữa. Hai người Trương Khánh và Vạn Đồng cùng gật đầu. Cho dù họ có tình nguyện hay không thì bây giờ cũng không còn đường lui nữa, chỉ có thể gồng mình làm đến cùng. Men đường đi giữa hai bên phòng giam tiến về phía trước. Ánh đèn trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng vàng ảm đạm. Trong không gian thoang thoảng mùi thối xác chết như có như không, mùi này còn mang theo hơi thở lạnh lẽo ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy không thích ứng. Một đường đi đến, trừ hành lang có ánh đèn bao phủ, phòng giam hai bên đều ẩn sâu trong bóng tối. Xung quanh im ắng không chút động tĩnh, yên lặng đến ngột ngạt. Tinh thần của ba người khi này căng thẳng tột độ. Bởi vì một nơi thế này nếu xuất hiện sự kiện linh dị thì không có gì lạ. Chờ đã, đó là cái gì? Bỗng, mí mắt Vạn Đồng giật giật, thấp giọng chỉ về phía một phòng giam. Trương Khánh ôm cái đầu của Liễu Bạch Mục quay sang nhìn, bất thình lình biến sắc. Chỗ ánh đèn chiếu vào trong phòng giam có một cái chân gầy gò, lạnh lẽo, đầy vết thi ban đang nằm đó không động đậy.
đôi chân này không có chút dấu hiệu của sự thối rữa, dường như bị bỏ quên rất nhiều năm, phần còn lại của hai chân bị giấu trong bóng tối. Ánh đèn tối tăm không thể nào chiếu qua đó, nên không nhìn rõ được thi thể trong bóng tối. Không nhúc nhích, nhưng có thể khẳng định rằng đây không phải là người chết bình thường. Ánh mắt Trương Khánh lóe lên, khả năng lớn là một ác quỷ đang ngủ say. Ta cũng cho là như vậy. Xác chết bình thường sớm đã bị thối rữa rồi, chỉ khi bị sức mạnh linh dị nhập thân mới có thể không bị phân hủy trong thời gian dài, hoặc là nói thi thể này vốn là một ác quỷ. Vạn Đồng cũng rất tán thành gật gật đầu. Nếu lâu như vậy không có động tĩnh gì, vậy thì chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta tiếp tục đi về trước thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 181 của bộ truyện khủng bố Sống Lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.